Xin chào các bạn. Món xíu mại của mình vừa mới làm xong, thơm quá. Và chan một ít nước sốt lên đây rồi cho thêm một ít cái rau thơm, hành ngò vào đấy nữa. Ăn chung với bánh mì ngon tuyệt vời các bạn ơi. Và để viết tiếp cái câu chuyện về xe bán bánh mì thì hôm nay mình làm cái món xíu mại vừa để bán cho khách và cũng là để thưởng thức cho ngon luôn. Tiện đây thì mình xin chia sẻ với các bạn cái món xíu mại. Đây thì món xíu mại khi mà làm xong rồi thì có hai cách ăn. Một là chúng ta bỏ trực tiếp vào trong ổ bánh mì luôn, rồi chan thêm nước sốt, thêm các cái gia vị như là dưa leo, rồi đồ chua, rồi thêm hành ngò, rắc thêm vài miếng ớt, rồi mình chan thêm cái nước sốt vào đây nữa. Ăn là ngon tuyệt vời các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể lấy riêng ở trong cái chén, rồi mình dùng bánh mì mình chấm, ăn cũng rất là ngon. Và để làm xíu mại ăn với bánh mì ngon tuyệt vời thì sau đây xin mời các bạn cùng vào làm với mình nha. Và đây là một số nguyên liệu và gia vị mình đã chuẩn bị sẵn để làm cái món xíu mại này các bạn. Đây mình có chuẩn bị được 500 g thịt xay và cái thịt này thì mình cũng đã xay nhuyễn rồi ha. Ngoài ra thì còn có thêm một cái bịch bột bắp để làm thêm cái độ sánh của nó cho nó mịn ngon hơn. Và thêm một ít cái tỏi mình băm mình phi ra rồi. Ngoài ra thì có gia vị như là tỏi rồi hành. Bên cạnh đó thì có mình chuẩn bị thêm cái dầu mè, bởi vì dùng dầu mè thì nó mới thơm các bạn. Đó, rồi mình cũng dùng thêm một ít cái dầu điều nữa thì để cho cái màu sắc nó đẹp hơn. Ngoài ra thì không thể thiếu được đó là thêm một cái ổ bánh mì để lấy cái bột, lát này mình cho vào trộn sau ha. Đó là các cái gia vị thông thường, ngoài ra thì còn có hạt nêm hay là bột ngọt thì lát nữa mình vào trong nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn đi ướp cái gia vị vào cái thịt trước các bạn này. Kế đến là mình cho một thìa canh hạt nêm và cũng thêm một thìa canh nước mắm, thìa canh vơi vơi thôi các bạn. Rồi 1/2 thìa cà phê bột ngọt và thêm 1/2 thìa cà phê hạt tiêu xay nữa, một thìa canh đường nha và thêm là một thìa canh dầu mè. Rồi mình cũng dùng thêm 1/2 thìa canh dầu điều nữa để cho cái màu nó đẹp hơn. Và thêm một thìa canh là cái bột bắp để vào đây tạo cái độ mà kết dính sánh nó đẹp hơn. Đó, cái tỏi phi hồi nãy mình cũng cho vào đây để ướp luôn. Cái ổ bánh mì hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn thì mình cũng đã làm sẵn cái bột đây rồi. Bóp không không có gì khó, chỉ bóp cho nó nhuyễn và rây ra lấy bột thôi. Rồi bây giờ thì mình cho một ít nước vào đây để mình trộn cho cái bột này nó có cái độ mịn trước. Các bạn trộn làm sao mà khi lấy tay mà bóp nó có cái độ dính cái tay là được, chứ cũng không nên làm ướt quá, mà khô quá thì lát nữa nó vào trong thịt thì nó bị xe lại, nó không ngon nha. Thịt này á, thì trộn các gia vị và các bạn ướp trong cái thời gian là khoảng từ 10 đến 15 phút là mình cho lên hấp được. Thì coi như trong cái thời gian mà mình viên như vậy á, rồi cũng coi như là tạm gọi là cái thời gian ướp thịt đi. Thank you.
cái công việc kế đến là mình sẽ đi xay cà chua. Cà chua thì các bạn lấy bỏ hạt nha, không có cà chua thì các bạn bỏ hết hạt, bởi vì để hạt vào đây thì nó chua lắm, các bạn không có ngon đâu. Và mình dùng một cái máy xay sinh tố để mình xay cà chua này cho nhuyễn ra. Cà chua xay càng nhuyễn thì nó càng ngon. Một lát nữa cái nước sốt của nó mới sánh mịn mới ngon nha. Cái nồi nước nấu sôi sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc cho thịt vào đây để mình hấp thôi. Cái thịt viên này á, thì các bạn chỉ cần hấp cho nó vừa chín tới là ngon được rồi. Thì thời gian này nó cũng khoảng độ 10 phút thôi là thịt vừa chín đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho một cái chảo nó lên đây và chờ để cho cái chảo nó nóng lên thì mình sẽ cho dầu vào. Mình sẽ cho vào đây như vậy là 3 thìa canh dầu ăn nha. Và lúc này thì chảo nó cũng vừa nóng lên rồi, mình sẽ cho cái tỏi băm và hành vào đây để phi cho nó thơm lên các bạn. Đây là mình đang làm cái nước sốt để mình sốt cái thịt mà thịt viên lúc nãy á. Mình cho thêm 1/2 thìa canh dầu điều để làm cho cái nước sốt nó đẹp hơn nhé. Và để cho nước sốt có cái vị ngọt mà thanh dịu á, thì mình cho thêm vào đây là 2 thìa canh đường. Đồng thời một chút xíu muối, nó khoảng độ 1/4 thìa cà phê muối. Rồi mình cũng cho thêm 1/2 thìa canh bột bắp vào đây nữa để tạo cái độ sánh. Khi có cái bột bắp vào đây á, thì nó mới có cái độ sánh, nước sốt nó mới hòa quyện mới ngon các bạn. Các bạn cho nước vào ít từ từ một thôi để mình đánh cái bột bắp này lên nó mới được. Còn nếu mà mình cho một lúc nhiều quá thì nó khó hòa tan với nhau lắm. Và lúc này thì mình cũng vậy, cũng các bạn cũng cho từ từ vào trong cái chảo thôi, không cho một lúc hết nha. Và bây giờ cái bột nước sốt của mình á, là nó sánh ngon lắm rồi, mình sẽ thả cái thịt viên vào đây nha. Sau khi thử thì mình thấy cái vị của nó cũng vẫn còn hơi nhạt. Thì bây giờ mình cho thêm 1 thìa canh hạt nêm vào đây nữa. Nếu các bạn mà nêm ngay từ lúc ban đầu để cho nó vừa ăn cũng được. Nhưng mà khi mình làm như vậy á, cái thức ăn của mình nó không ngon. Hạt nêm nó cần phải cho thêm bên sau, và khi mình nêm thêm như vậy á, nó mới tạo thêm cái vị thơm ngon mà nó đậm đà của cái món ăn hơn nha. Rồi đồng thời bây giờ các bạn cũng trở những cái viên thịt đi để cho nó thấm đều gia vị nha.
Rồi bây giờ thì cái món xíu mại của mình là nó rất thơm ngon rồi và mình thấy nó vừa ăn rồi. Mình sẽ cho thêm một ít hạt tiêu xay vào đây nữa để cho nó tạo thêm cái vị nó thơm ngon hơn. Và cuối cùng thì một ít cái hành ngò mà đã cắt nhuyễn ra. Và mình sẽ lấy ra đĩa, ra tô để mình mời các bạn cùng ăn nha. Đấy, cái nước sốt của nó sánh và nó mịn, nó thơm lắm các bạn. Xíu mại và nước sốt này á thì mình ăn kèm với bánh mì là ngon tuyệt vời luôn. Nó cái độ sánh, độ sệt nó có và cái màu cũng rất đẹp các bạn này. Vậy là cái món xíu mại ăn với bánh mì của mình vừa mới làm đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, đăng ký kênh và chia sẻ với mọi người cùng làm. Chúc các bạn thành công. Để ăn với bánh mì á, thì có hai cách. Một là các bạn cho viên xíu mại vào đây, sau đó rồi mình đàn đều nó ra vào cái ổ bánh mì để cho nó thấm đều, rồi các bạn chan thêm nước sốt vào, rồi cho thêm là dưa leo đó, rồi đục chua và một ít cái rau thơm vào đây nữa, thêm vài lát ớt. Nếu ai mà ăn được ớt thì cho thêm vài lát ớt vào, cho thêm một chút xíu muối tiêu rắc lên đây nữa, vừa cho nó đậm đà và cho nó thơm thì ngon tuyệt. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy vào cái chén rồi mình cắt bánh mì ra, mình vừa ăn vừa chấm với nước sốt rồi ăn với lại cái viên xíu mại này cũng ngon tuyệt vời luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.